Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, nông nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nước ta. Việc đất đai manh mún nhỏ lẻ sẽ không thể đảm bảo sự cạnh tranh về năng suất và chất lượng trong quá trình hội nhập. Phó Thủ tướng nêu rõ, các ngành và địa phương cần tập trung nghiên cứu phân tích nhu cầu tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp với quy mô lớn. Phó Thủ tướng đề nghị cần thận trọng trong quá trình tập trung tích tụ đất đai, làm sao để quá trình này không làm nghèo hóa người dân, không làm người dân mất việc làm, đồng thời tập trung giải quyết được mâu thuẫn giữa tập trung ruộng đất và giải phóng sức sản xuất trong nông nghiệp, cũng như ổn định nâng cao đời sống người nông dân. Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2015, cả nước hiện có 27 triệu hectare đất nông nghiệp, chiếm 82,36% tổng diện tích đất tự nhiên cả nước và chiếm 88,1% tổng diện tích đất đang sử dụng vào các mục đích. Hộ gia đình cá nhân đang quản lý sử dụng hơn 15 triệu hectare đất nông nghiệp, chiếm hơn 55% đất nông nghiệp của cả nước. Trong khi đó, các tổ chức kinh tế đang sử dụng đất nông nghiệp chỉ chiếm hơn 10% đất nông nghiệp, chủ yếu là đất lâm nghiệp, còn đất nông nghiệp chiếm diện tích rất nhỏ. Chính điều này khiến cho nền nông nghiệp nước ta trở nên manh mún, không hiệu quả.